Hello anh em luôn anh em ơi, là mình thầy bé của chị anh em ơi. Tiếp tục với câu chuyện bảo dưỡng, khắc phục, sửa chữa, dọn mới tại shop em nha anh em. Xe này tổng ngân sách em dọn là 8 triệu, bao gồm nối dọn full ngoại hình 4.500.000, kèm theo là bảo dưỡng cơ bản, thay thế một số phụ tùng hao mòn, thay thế nước mát, nhớt máy, nhớt láp, phục hồi dưa nhám. Đầu tiên anh cho áp dụng gói dọn 4.500.000, dọn full ngoại hình bao gồm sơn dàn áo, sơn dàn chân, xi gam ốc, bắn két, phục dựng chi tiết nhôm, là gỗ full bình sườn dây điện và công gã gáp 1.000 chân. Trước đây phục của anh trai nó cũng đã bị tình xì dầu cho nên nó sẽ phát sinh thêm vấn đề phục hồi phụt, bao gồm là phục hồi ti phụt, thay phốt, kèm theo mình sẽ canh chỉnh hơi dầu. Xe của anh em nào phụt còn ok thì sẽ không phát sinh thêm những cái vấn đề này nha anh em. Ở phần mâm bánh, khi mình kiểm tra bảo dưỡng thì mình sẽ kiểm tra thay thế những cái phần bạc đạn. Nếu xe của anh em nào bạc đạn bị gơ lắc thì mình tiến hành thay luôn cả bạc đạn mới, kèm theo mình sẽ thay luôn phốt mới luôn. Như xe của anh trai là mình thay luôn phốt và bạc đạn mới cho nó ổn định, để sau khi dọn xong anh trai không cần thiết phải làm thêm những vấn đề lặt vặt gì nữa. Cũng để một trong những phần quan trọng nhất mà nằm ở mặt tiền nhiều chi tiết nhất, tất cả những chi tiết và tiểu tiết nhỏ trên phần cụm heo dầu này đều được bế rất là kỹ lưỡng. Như phần đĩa trước là mình tận dụng lại đĩa gì, mình mài lại để cho nó mất những cái lớp sét, phục dựng lại như vậy nó sẽ đỡ tốn tiền cho anh em rất là nhiều. Tới khi nào cái đĩa của anh em quá mòn quá khuyết thì bắt buộc phải thay đĩa mới thôi, nhưng cái đĩa của anh trai là còn rất là ok. Cụm chi tiết heo dầu cũng được sơn xi chi tiết riêng lẻ với nhau. Tất cả chi tiết trên phần heo dầu như là ốc xả gió, dây dầu, bát chịu dây dầu và cốt sỏ bố, bát heo đều được phục dựng lại như là đồ mới. Đây là những món đồ tận dụng trên xe, nhưng khi mình gãi ra làm chi tiết như vậy nó sẽ có một số vết sinh như là cao su xin dây bụi, do sử dụng một thời gian nó cũng bị biến dạng, không còn khít bót nữa, dẫn tới tình trạng nặng bánh, cho nên cần thiết phải thay thế. Một chi tiết phát sinh nữa là phần chống nghiêng, do mấy anh em mình sử dụng lâu ngày đã lên đã xuống, tới thời điểm hiện tại nó cũng đã bị tình trạng hao mòn rất là những chi tiết nằm sâu ở dưới như là cốt chống đứng, cốt gác máy, những chi tiết đó mình đều xi gam sạch sẽ. Ngoài ra mình cũng xử lý luôn cái vấn đề kêu ghè ghè khi mà anh em vừa lên ga là nó do cái cốt chống đứng nó kêu. Trong quá trình làm thì mình cũng làm cho anh trai luôn, để sau này anh khỏi cần làm nữa. Những chi tiết nằm sâu ở trong như là những cái bát chịu dây thắng, bát treo mô bên sườn, tuy nó nằm sâu ở trong nhưng vẫn có thể nhìn thấy, lần làm lần khó mà chịu khó tháo ra chút được. Thêm có 1-2 chi tiết thôi mà cái xe mình nó đẹp. Cụm chi tiết nằm sâu ra ngoài như là phần cụm lắp sau, phần này nó được đưa ra hết sâu ngoài, cho nên là mình rửa gái sạch sẽ. Trong cái gói dọn full ngoại hình 4.500.000 đã bao gồm là rửa mình sườn dây điện, rửa máy cho anh em luôn. Còn anh em nào có nhu cầu bắn két cục máy sạch như là máy mới thì mình vẫn nhận lại. Ngoài ra trong gói dọn full ngoại hình sẽ có tích hợp một số chi tiết phải bắn két như là gác chân sau và cái gắp, thường gọi là cái bát treo bô. Những chi tiết này nó được nằm ở ngoài và cần thiết phải phục dựng tận dụng từ đồ zin, cho nên là sẽ tích hợp vô chung với gói dọn full 4.500.000. Trong cái gói này mình làm rất là nhiều chi tiết và rất là bao quát. Tất cả những chi tiết sơn xi gam bắn két đều được làm riêng lẻ với nhau và tích hợp chung để tiết kiệm chi phí. Ở phần cây bô không biết anh trai điền sao mà té quá trời luôn, móp luôn tới cây bô. Cái đít bô và cái thân treo bô móp cho nên là nó biến dạng, ba điểm ốc treo bô nó không có còn đồng tâm với nhau nữa, bắt ốc vô nó rất là khó. Nhưng mà hên ở nhà mình nó lại có một cây bô chung đời với xe. Cây bô này là để mình thử xe, cũng ít khi sử dụng tới cho nên là mình đổi chỉnh cây bô này, mình lấy cây bô móp lại để mình dùng. Nói chung ở nhà có thì hỗ trợ đổi chỉnh thôi, cũng không cần thiết phải bù thêm tiền hết. Còn về phần ốp bô mình tặng chỉnh ốp bô mới nha. Ốp bô này là ốp bô màu khói trong suốt, còn tồn rất là nhiều ốp bô này, anh em nào mà dọn Alac thì mình tặng cho mỗi người một cái làm kỷ niệm cho nó vui. Phuộc sau tình trạng nó cũng bị xì dầu, kèm theo là sọc ti rất là nặng. Để tiết kiệm chi phí tối đa, phần chân phuộc và lò xo mình sẽ giữ lại lò xo mình sơn màu đỏ cho nó trùng màu với con heo, tạo điểm nhấn trên xe. Còn phần chân phuộc thì mình xi mới, còn ống dầu và ti là mình thay mới, vậy nó sẽ bền hơn là phục hồi lại, giá nó sẽ nhỉnh hơn là phục hồi phuộc tí xíu hơn. Ngoài ra mình còn bảo hành 2 tháng, nếu trong quá trình sử dụng nó có bị xì dầu thì bảo hành đổi cho anh em một cái thân phuộc mới hoàn toàn. Làm như vậy nó mới tiết kiệm chi phí tối đa được. Những chi tiết như phần chó đèn xi nhan đánh bóng lại, do là phần chó đèn này nó cũng còn rất là đẹp thì chỉ cần đánh bóng lại là xài ok thôi. Kể cả những phần mặt kiến đồng hồ, đế lái ngoài sau, đèn lái cũng đều được đánh bóng lại. Trong cái gói 4.500.000 đã bao gồm là đánh bóng chó đèn. Những chi tiết này nếu mà còn ok như vậy á thì mình sẽ tận dụng lại tối đa, không cần thiết phải thay thế mấy cái đèn đâu. Mình làm tiết kiệm gom gọn tất cả mọi thứ về trong một gói, cho nên những cái thứ nào cần phải xử lý lại mình sẽ xử lý. Ngoài ra khi dọn một chiếc xe, phần nhựa nhám là một phần cực kỳ quan trọng mà nằm ở ngoài mặt tiền, rất là nhiều chi tiết. Ở trong gói gọn full 4.500.000 đã có sơn lại phần nhựa nhám, nhưng nếu anh em nào có điều kiện hơn tí xíu có thể phục hồi nhựa nhám, còn anh em nào có điều kiện nhiều hơn có thể thay thế một bộ nhựa nhám mới. Nhưng khi mình sơn nhựa nhám sẽ không được bền, tới một thời gian nó sẽ bị chốc ra, cho nên anh trai này chọn là gói phục hồi nhựa nhám. Tất cả những dàn nhựa nhám trên xe mình phục hồi được tới 90%, nó cũng còn những cái vết chày quá sâu không thể nào làm cho nó mất hết 100% được. Nhưng về bề mặt nhựa mình sẽ tẩy hết những cái lớp móc bạc màu và xử lý lại phần màu cho nó đen như lúc ban đầu. Chất lượng của nó cũng như là anh em mua mới thôi, nhưng mà nó cũng sẽ còn một số những cái khuyết điểm nhỏ. Khi mình làm cái gói phục hồi nhựa nhám này nó sẽ đỡ tiền cho anh em rất là nhiều. Đối với những dàn nhựa nhám có nhiều nhựa giống như những xe AB, những cái xe Vario, phục hồi nhựa nhám là chi phí tối ưu nhất. Một gói phục hồi nhựa nhám này nó chỉ có mấy trăm ngàn, vừa tiết kiệm được chi phí mà còn đẹp. Những chi tiết nhỏ trên phần tay thắng, cặp tay thắng thay lại một cặp tay thắng zin. Trước đây anh trai sử dụng những cái tay thắng kiểu đồ chơi màu mè nhìn nó rất là kỳ, cho nên là mình trả về zin. Những chi tiết nhỏ có thể thấy trên phần tay thắng như là ốc nắp dầu, ốc sỏ
sỏ cốt tay thắng, lò xo đều sơn si chi tiết. Ngoài ra mình có thay một cái tiểu tiết nhỏ trong phần cụm tay thắng này là cái ti cúp ben ở trong, thì để cho cái xe mình đốp thắng nó dịu nhẹ, tránh tình trạng bị nặng sượng. Còn những chi tiết lớn ở ngoài như là cụm tay dầu hầu như là nó không bị hư, cho nên mình sẽ tận dụng lại tối đa, chỉ cần thay thế một số chi tiết nhỏ thôi là hệ thống thắng sử dụng ok. Tay thắng bên trái mình cũng thay trên chai về tay thắng zin luôn. Ngoài ra những chi tiết nhỏ nằm khuất ở trong đều xi ga bắn két lại như mới. Bao tay mình sử dụng là bao tay mẫu hết đất mo 1 dây ga, nhìn cho nó kết tân và nó mới mẻ. Đi song song đó thay thêm một cặp gù Salaya để tạo điểm nhấn trên xe, kèm theo là nó trùng màu cái tay thắng. Tem thì mình sử dụng là tem nổi mẫu Alac màu đỏ để nó trùng màu và tạo điểm nhấn tổng thể trên xe. Yên thì mình tận dụng loại mút đế yên zin, nhưng ở phần da thì mình sẽ thay trên chai bộ da yên mới, cũng phải tạo điểm nhấn, cho nên là mình may luôn cả chỉ da yên màu đỏ. Cuối cùng nhìn tổng quan là một lần nữa, màu sắc mình lựa chọn phù hợp với màu gà quẹt của anh trai, màu đen xám kết hợp những chi tiết tiểu tiết màu đỏ làm cho cái xe nó nổi bật. Tổng chi phí mình thực hiện dọn full ngoại hình hay là bảo dưỡng cơ bản, thay thế một số phụ tùng hao mòn cần thiết là 8 triệu, bao gồm là dọn full ngoại hình, sơn vàng chân, vàng áo, xi gam đánh bóng đã bao gồm trong gói dọn full 4.500.000. Ngoài ra những chi tiết phát sinh như là phục hồi buộc trước, buộc sau, thay thế bạc đạn bánh, tay thắng, bao tay, da yên, lọc gió, vệ sinh nồi, vệ sinh động xăng, nhớt máy, nhớt láp, nước mát, phục hồi nhựa nhám và một số phụ tùng nhỏ khác. Cảm ơn em nha, anh em nào có nhu cầu sửa chữa, khắc phục, dọn full, dọn mới cứ liên hệ cho mình. Mình ở Mỹ Tho Tiền Giang. Cảm ơn em rất là nhiều nha anh em ơi.